sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời là nơi giao lưu gặp gỡ cho các bác cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên nhằm thắt chặt hơn tình đoàn kết trong khu phố, và đó cũng chính là lý do của hội thi ngày hôm nay. Xin được phép giới thiệu đến tham dự hội thi ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu về phía quận đoàn 1, đó là đồng chí Võ Thanh Xuân, cán bộ ban tổ chức quận đoàn 1. Về phía phường có đồng chí Huỳnh Thanh Nhật, phó bí thư đoàn phường. Về phía khu phố có giới thiệu ông Nguyễn Đình Khoa, bí thư chi bộ khu phố 3. Ông Lê Phú Đức, thư tên đặc biệt. Ông bà Trịnh Bạch Hoa, ủy viên chi bộ khu phố 3. Cùng với sự hiện diện của các đại biểu thuộc cấp ủy chi bộ khu phố, ban điều hành khu phố, các bác cựu chiến binh và các bạn đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi về tham dự hội thi ngày hôm nay, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Và sau đây hội thi xin được phép bắt đầu. Xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo gồm có thứ nhất là đồng chí Võ Thanh Xuân, cán bộ ban tổ chức quận đoàn 1. Đồng chí thứ hai là Huỳnh Thanh Hùng, phó bí thư đoàn phường. Đồng chí thứ ba là ông Nguyễn Đình Kho, bí thư chi bộ khu phố. Hội thi phần một của hội thi, các phần thi, các phần thi chính thức thành viên, cùng với khi mỗi đội tuyển tham gia một tiết mục văn nghệ, hát múa, lời ca hát lên trên khán đài vĩ đại, chúng tôi thấy một không khí vui mừng. Nghệ nhân trình bày các tiết mục trình bày trở nhớ trở thương các nghệ sĩ Phan Đình Diệu, nhớ về Hà Nội của nghệ sĩ Hoàng Nguyệt, viếng thăm bác của nghệ sĩ Hoàng Nguyệt, hãy yên lòng mẹ ơi của nghệ sĩ Nguyễn Vũ. Còn hai của hội thi mang tên tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường, thì trước khi tìm những kiến thức chung với những khác biệt về các chủ đề lịch sử dân tộc, lịch sử đảng, cuộc đời của nhiều người dân Hồ Chí Minh, quyền thống vẻ vang của mỗi cựu chiến binh và thanh niên nhân dân, mỗi đội đều được trả những năm câu hỏi trong phần thi của mình. Mỗi câu trả lời sẽ mang về cho đội mình 2 điểm, trong đó các đội có quyền trả một câu hỏi là câu hỏi may mắn trong phần thi của mình. Với câu hỏi may mắn, đội sẽ được 10 điểm cho câu trả lời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và một tràng pháo tay đặc biệt dành cho bạn. Thank you.
con và bạn cảm lên xa. Vì quê hương em yêu vì ta.